Tin nóng đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia 3-0. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt US 1040, một Việt bóng đá, để cùng vui và chia sẻ những tin tức nóng bỏng về tình hình của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2021, bản tin bóng đá của kênh xin chia sẻ những tin nóng xoay quanh việc tuyển Việt Nam thắng đậm tuyển Malaysia tới 3-0 tiếp tục cho quá trình thống trị AFF Cup và những góc độ có liên quan mà bạn nên biết. Thật là một tin vui quá lớn khi các cầu thủ Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức thi đấu bùng nổ. Rủ nhau ghi bàn đẹp mắt giúp đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước đội tuyển Malaysia. Những điểm nóng chính của trận đấu này được tóm tắt như sau. Nhiều người nói thầy Phát đã không lộ bài qua trận đầu tiên gặp đội tuyển Lào để dành áp lực thực sự cho đội tuyển Malaysia, một trong hai chướng ngại đáng kể nhất ở bảng đấu. Trở về Đông Nam Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc có được sự thoải mái hơn trong khâu bố trí nhân sự. Nên khi đối mặt với Malaysia, ông sẵn sàng cất Nguyễn Tiến Linh để chơi với đội hình hầu như không có trung phong trong trận ác chiến với Malaysia. Vào phút thứ 32, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã mở tỷ số trước Malaysia. Trong một tình huống thi đấu bùng nổ, tuyển Việt Nam phối hợp ăn ý bên cánh trái và Tuấn Anh thoát xuống như chớp, xong trả ngược bóng về rất thuận lợi cho Quang Hải tung cú sút cháy lưới đội Malaysia. Tỷ số mở OT không nghiêng về phía tuyển Việt Nam một cách thuyết phục. Sau đó sấm sét lại tiếp tục giáng xuống đội Malaysia khi vào phút thứ 36, tuyển Việt Nam tiếp tục ghi thêm bàn thắng thứ hai. Tình huống gây nhiều chú ý khi Quang Hải đánh gót đẹp mắt và Công Phượng thoát xuống thật nhanh, loại bỏ cặp trung vệ đối phương rồi hạ gục thủ môn Pha Mì bằng cú dứt điểm chân trái. Trái bóng đã đập cột dọc trước khi làm rung mảnh lưới Malaysia, phá toan cố gắng gỡ hòa của Malaysia sau bàn thua đầu tiên. Như vậy, Công Phượng đã nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam trước sự bàng hoàng của cả đội tuyển Malaysia, hay còn gọi là Mã Lai. Kết thúc hiệp 1, Việt Nam đã dẫn trước Mã Lai 2-0. Bước vào hiệp 2, tiền đạo nhập tịch đều phao là và tài năng trẻ khu ghi lệch quài được huấn luyện viên Ten Chen Ho của Mã Lai tung vào sân thay Hakim Quatman và Akmo, với hy vọng đẩy đội bóng này bùng lên khí thế thi đấu để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Vào phút thứ 54, tiền đạo Tiến Linh của Việt Nam được tung vào sân và Công Phượng là người nhường chỗ. Đội tuyển Việt Nam nhanh chóng điều chỉnh tăng cường thế tấn công mạnh sau phương án thay người này của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vào phút thứ 68, Văn Toàn xé toang cánh trái Mã Lai rồi truyền bóng thuận lợi cho Tiến Linh. Thế nhưng, tiền đạo này lại xử lý chần chừ hơi thiếu quyết đoán và đánh mất cơ hội. Nếu Tiến Linh ra chân mạnh mẽ hơn hoặc đẩy bóng sang cho Văn Đức dứt điểm thì rất có thể đội tuyển Việt Nam ngay thời điểm này đã có thể nâng tỷ số lên 3-0. Đội tuyển Việt Nam theo chỉ đạo của thầy Phát đã liên tục khai thác cánh trái của Mã Lai. Khi cánh này lộ rõ sự yếu kém, Việt Nam liên tục tổ chức các đợt tấn công dồn dập như dòng thác không thể ngăn lại. Vào phút thứ 89, tuyển Việt Nam lại gây bất ngờ lớn. Khi cầu thủ Hoàng Đức bình tĩnh hoặc bóng loại bỏ hai hậu vệ Mã Lai rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc về góc xa khiến thủ môn Fami của Mã Lai đứng chôn chân đứng nhìn một cách bất lực. Đội tuyển Việt Nam dẫn trước Mã Lai 3-0 và đó cũng là tỷ số được giữ vững cho đến cuối trận đấu rất kịch tính này. Các tuyển thủ Việt Nam có đủ thể lực và cảm giác không gian để triển khai thứ bóng đá chủ động về nhịp độ, đa dạng về phương án tiếp cận cầu môn. Chúng ta không cần một điểm đến cụ thể nào trong vòng cấm của người Mã Lai, mà các pha dứt điểm luôn thường trực từ mọi hướng. Đó chính là yếu tố bất ngờ mang tính thuyết phục cao mà tuyển Việt Nam dành cho đối thủ nhiều ẩn số Mã Lai. Huấn luyện viên Mã Lai đã không thể giúp các học trò giữ sạch lưới. Dù họ lộ rõ ý đồ tử thủ, sau khi trung vệ đội trưởng IDU Vua An bị chấn thương phải rời sân, hàng thủ của Mã Lai đã vỡ vụn trước sự tăng tốc và đổi hướng của tuyển Việt Nam. Việt Nam đã nghi binh bằng những đường tạt bóng liên tục trong 30 phút đầu tiên, để rồi liên tiếp ghi hai bàn từ phối hợp nhanh tầm thấp. Nên chú ý là nhìn toàn cục, Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức là chủ nhân của ba bàn thắng ấn tượng, nhưng Nguyễn Tuấn Anh mới là linh hồn của tuyển Việt Nam. Anh trực tiếp kiến tạo hai bàn đầu và cuối, chiếm lĩnh hoàn toàn khu trung tuyến. Cùng lúc làm cả nhiệm vụ thu hồi và phát động tấn công bằng sự mềm mại, tỉnh táo và cả sự thăng hoa độc đáo trong thi đấu nữa. Tuy tuyển Việt Nam có được Tuấn Anh xuất sắc như vậy, nhưng xung quanh anh phải là Hoàng Đức, Văn Đức, Công Phượng chạy không mệt mỏi, kết hợp hai biên của Văn Thanh, Hồng Duy cũng dâng cao tạo sức ép liên tục khiến đối phương bất hẳn khả năng kiểm soát bóng. Các trung vệ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Trung, đặc biệt là Đỗ Duy Mạnh không ngần ngại vây ráp ngay từ vạch giữa sân và phạm lỗi khi cần. Tất cả góp sức tạo nên những làn sóng thi đấu bùng nổ, đợt tấn công này nối tiếp bằng đợt tấn công khác, làm Mã Lai không thể chống đỡ nổi. Các chuyên gia bóng đá khu vực nhận định thầy Park đã có một trận đấu như ý cả về kết quả và thế trận, khi có được từ sự lựa chọn chiến thuật phù hợp đắc thắng.
Ông và các học trò đã giải tỏa cho người hâm mộ những khắc khoải kéo dài sau chuỗi trận toàn thua ở vòng loại thứ 3 cúp và sự khởi đầu trầm lắng tại AFF Cup với hai bàn chọc thủng lưới Lào. Và đây là trận đấu thắng vang dội trước tuyển Mã Lai từng được đánh giá cao là một ẩn số khó đoán. Bên cạnh chiến thắng này, có người nói vẫn còn những khó khăn phía trước cho tuyển Việt Nam. Thật vậy, sẽ là quá sớm nếu chúng ta nghĩ có thể bỏ túi cả Đông Nam Á, sau khi đã liên tiếp va vấp ở đấu trường hàng đầu châu lục. Trước mắt tuyển Việt Nam sẽ là Indonesia cũng đang khá lên chân. Còn ở bảng bên kia, Singapore, Thái Lan thực sự đáng gờm và tỏ rõ sự mong mỏi đạt thành tích cao nhất trong giải đấu lần này. Ngay cả chiến thắng đậm đà trước Mã Lai vốn bị thiệt quân nặng vì dịch COVID-19 và chấn thương, cũng không phải là hoàn hảo cho chiến thắng của chúng ta. Tuyển Việt Nam vẫn có những thời điểm phạm sai lầm khó chấp nhận trong cuộc chơi khốc liệt. Những sai lầm mà nếu đối thủ không phải là chân sút ở lứa tuổi 19, thì cái giá phải trả đã là rất đắt. Đó là khi Hoàng Đức không có ai kèm, từ gần giữa sân đánh đầu về, vô tình tạo cơ hội cho lớp men xem su đi của Mã Lai. May mắn là tiền đạo người Mã Lai này dường như không thể tin nổi món quà từ trên trời rơi xuống, đã dứt điểm ra gần cột cờ gốc. Đó là khi Duy Mạnh bật nhảy thiếu vài cm, để sai Gia Phích Á mà đối mặt với Trần Nguyên Mạnh, nhưng thủ thành xứ Nghệ đã xuất sắc cứu thua. Nếu Mã Lai thành công ở hai cơ hội đó, hiệp 1 có thể đã kết thúc mà tuyển Việt Nam không có chút lợi thế nào. Và khi ấy, hiệp 2 chưa chắc đã diễn ra theo chủ ý của thầy Phát là duy trì cách biệt và trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị. Nếu có vết gợn nào đó trong chiến thắng, đó sẽ là cảm giác chưa tròn trịa của Tiến Linh. Chân sút chủ lực của thầy Phát có hơn nửa giờ trên sân với ít nhất hai cơ hội vàng để dứt điểm trong vòng cấm, nhưng anh vẫn chậm hơn đối thủ và không thể ghi bàn. Nguyễn Văn Toàn cũng đã xuất hiện từ ghế dự bị như thường lệ, và tuy anh vẫn năng nổ, xông xáo, nhanh nhẹn đúng với sở trường, tuy nhiên hiệu quả là thứ mà Văn Toàn đang thiếu. Điều này trái ngược so với hình ảnh của chính anh ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nét son chính của trận đấu chính ở chỗ vẫn là sơ đồ ba trung vệ. Ông Phát hẳn đã khiến không ít người nghĩ tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục trình diện lối chơi quen thuộc suốt những năm qua. Nhưng khách quan đã bất ngờ hoàn toàn. Tuyển Việt Nam hôm nay đã tiếp cận theo cách khác. Đúng tư thế của đội bóng đã giành vé tham dự vòng loại thứ 3 CUP 2022. Thầy Phát Hang-seo đã mang đến sinh khí khác so với 4 lần đối đầu trước đó. Đã không còn tuyển Việt Nam chơi chủ trương phòng ngự chắc chắn và tổ chức phản công sắc bén nữa. Lần này, tuyển Việt Nam đã chơi áp đặt thật sự, ở thế cửa trên đúng nghĩa. Có thể nói là khá lạ lẫm và đầy thú vị khi chứng kiến tuyển Việt Nam chơi với đội hình dâng cao hơn, chủ trương cầm bóng chủ động hơn và vượt trội hơn. Nên biết là ở cả 4 lần gặp Mã Lai gần nhất, tuyển Việt Nam đều là đội cầm bóng ít hơn đối thủ, thậm chí dứt điểm cũng ít hơn đối thủ. Chúng ta đã vượt qua họ thắng và hòa chủ yếu bằng thế trận hợp lý đúng kiểu biết mình biết người. Trận đấu trên sân Bishan tối 12 tháng 12, cục diện đã khác hẳn với 52% thời gian kiểm soát bóng cùng số pha dứt điểm nhiều gấp đôi. Tuyển Việt Nam đã chơi một thứ bóng đá khác. Có thể nói, ông Phát đã bắt đầu có những thay đổi. Sau khi chúng ta có chuỗi trận không ưng ý về kết quả ở vòng loại thứ 3 và thay đổi này có thể được gọi tên là thứ bóng đá tự tin. Người ta ngạc nhiên trước cách tổ chức dàn xếp bóng. Tuyển Việt Nam đã chơi ít chạm hơn, chủ yếu chơi 1 đến 2 chạm, chuyền bóng nhiều và chuyền nhanh. Chỉ có 3 cái tên được quyền giữ bóng nhiều hơn, chơi nhiều chạm hơn đồng đội một chút là Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức và họ được quyền ưu tiên ấy cũng có lý do của nó. Ngay cả cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt như Tuấn Anh cũng chơi ít chạm hơn hẳn. Bóng được luân chuyển tốt dẫn đến việc chúng ta khai thác được tối đa các xê dịch khối đội hình của Mã Lai. Nhờ sự xê dịch của đối thủ buộc phải di chuyển đuổi theo bóng như vậy, mà tuyển Việt Nam có nhiều đường truyền vượt tuyến tốt, đặc biệt là những đường truyền có điểm đến là khoảng trống sau lưng hàng thủ Mã Lai. Nét độc đáo hơn cả là hướng tấn công của tuyển Việt Nam cũng đa dạng hơn với cả biên lẫn trung lộ. Và cách lên bóng mạch lạc này cho chúng ta thấy tín hiệu đáng mừng là nếu sung sức, các tuyển thủ Việt Nam hoàn toàn có thể chọn lối chơi chủ động thay vì lối chơi thận trọng như suốt thời gian qua. Tất nhiên, để chọn chơi chủ động, đặc biệt là trước các đối thủ mạnh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ta chấp nhận rủi ro từ phản công của đối phương. Nhưng một khi hàng thủ được tổ chức chặt chẽ và khoa học như ngày hôm nay, rủi ro ấy không còn trở thành đe dọa quá lớn nữa. Trong diện mạo mới mẻ được thể hiện qua trận gặp Mã Lai lần này, chúng ta vẫn còn nhiều thứ cần được tinh chỉnh và trau chuốt lại để có thể xuất hiện bằng sức sống mới ở tương lai. Và thứ cần tinh chỉnh lớn nhất chính là bài tấn công. Dù rằng ta có thế trận phát động tốt, dàn xếp tốt và ghi được 3 bàn thắng, điều đó không có nghĩa bài tấn công của chúng ta đã ưng ý hoàn toàn. Hơn nữa, trước khi có bàn mở tỷ số, phải thừa nhận các đường xuống bóng của tuyển Việt Nam là rất nguy hiểm, nhưng không có giải pháp cuối cùng. Nên nhớ Mã Lai chưa phải là đối thủ đáng gờm nhất và nếu gặp những đội bóng tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn, chúng ta hoàn toàn có thể gặp nhiều trở ngại lớn.
Phần lớn các pha chuyền ra sau lưng hàng thủ của chúng ta đều bị đánh chặn khá tốt, dẫn đến việc tuyến trên không thể có không gian và thời gian dứt điểm hoàn hảo. Bàn nâng tỷ số của Công Phượng và cú ấn định của Hoàng Đức thực tế là đẳng cấp cá nhân nhiều hơn do bài đánh. Dù chúng ta chủ trương khai thác đúng các không gian đó, thực sự nếu không có sự xuất sắc của Công Phượng, Quang Hải, với cú giật kết điệu nghệ và Hoàng Đức, chưa chắc chúng ta có thể ghi được hai bàn thắng quyết định này. Việc để Công Phượng đá cao nhất trên đội hình là quyết định sáng nước của ông Phát Hang Seo, nhưng sẽ cần điều chỉnh thêm để khai thác thêm thế mạnh của Quang Hải, Văn Đức, Hoàng Đức. Ở vai trò mũi nhọn, Công Phượng chỉ thực sự nguy hiểm khi anh có bóng đối diện khung thành. Phần còn lại, vì không được yêu cầu lui về vùng giao tuyến giữa hàng hậu vệ và hàng tiền vệ đối phương, Phượng chưa thu hút được hàng thủ đội bạn để các đối tác hàng công của mình có thể bước lên khai thác ở hai nách. Nói chung bây giờ, cơ hội qua vòng bảng của tuyển Việt Nam đã rõ nét hơn, nhưng chúng ta cũng vấp phải lịch đấu dày đặc không còn lượt nghỉ. Cách chơi rớt sinh rõ ràng là nhiều triển vọng, nhưng nó đòi hỏi lực lượng đủ dày, đủ sung sức và đủ ăn ý cùng nhau. Duy trì đội hình tối ưu cho đến cuối hành trình là bài toán không hề đơn giản cho thầy Phát. Việt Nam vẫn còn phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để khẳng định mình. Kết luận chung là Malaysia thi đấu quyết tâm, nhưng không thể làm nên sự khác biệt trước tuyển Việt Nam vượt trội cả về đẳng cấp lẫn lối chơi. Hoan hô tuyển Việt Nam đã chiến thắng đội Mã Lai một cách ấn tượng nhất.
Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh tại Một Việc Bóng Đá.